Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft, Crazy Crab. Và tập trước á, thì mình đã đi xuống thế giới của những con kiến đỏ và đánh bại được rất là nhiều quái, mang về những món đồ xịn chẳng hạn như là set đồ ultimate nè, hai thanh kiếm nightmare mình cầm trên tay và còn có cả những cái cây cung nữa. Và trong ngày hôm nay á, thì chắc mình sẽ sửa lại những món đồ này cũng như là cường hóa thêm một vài thứ khác. Nhưng mà trước tiên thì mình muốn thông báo với các bạn một chuyện không được may mắn cho lắm, đó chính là cái nhà của mình á, vừa trải qua một đợt tấn công dữ dội từ mấy cái con kiến máy móc á, nó vô nhà mình nó cạp hết cái phần hàng rào ở bên ngoài nè, rồi sau đó nó sẽ biến thành mấy cái khói đất á nè, như cái này là nó ăn hết rồi nó biến thành khói đất nè, mình vừa phải tiêu diệt hết cả đàn kiến á, thì cái tình mới dọn được ít đồ vô trong nhà mà đã gặp chuyện không may rồi. Giờ còn ít nè, để mình dọn nốt luôn đi, mình sẽ đập mấy cái kệ sắt ra nhá, dọn nè. Hơi buồn một xíu nhưng mà thôi, dù sao nó cũng lỡ xảy ra rồi. Và mình sẽ lấy cây cúp ra để mình còn lấy lại cái bàn enchant á. Trong ngày hôm nay thì chắc mình sẽ nâng cấp cái bàn enchant này lên một cấp độ khác để mình có thể sửa lại đồ luôn nhá. Tại vì cái bàn này chỉ có công dụng là sửa, ủa enchant thôi hả, không có sửa được, phải nâng cấp lên cơ. Và để nâng cấp lên được á thì mình cần phải có một ít vàng. Bà vàng thì mình có bên rương này khoảng 4 thôi nhá. Kế tiếp là mình cần nhớ xem nào. À, một cái mắt của Ender. Rồi và một ít cái khói hắc diệm thạch nữa. Ở đây mình có 3 thôi, mình còn thiếu một nữa và một ít cái quyển sách. À đây, mình có chế tạo sẵn một cái quyển sách và bút lông rồi. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải đi xuống dưới để đào một ít hắc diệm thạch trước cái đã. Đây, sẵn đây có nè, mình sẽ đào ra luôn. Còn dùm bài làm sao đừng có đánh lén nha, gần lava đó, không giỡn với lava được đâu. Ui, cái cúp mình không có cường hóa, đập lâu quá trời nè. Một xíu nữa thì mình sẽ làm một cái cây cúp mới rồi cường hóa lên cho nó xịn hẳn nha. Đó, các bạn thấy cung ultimate xịn chưa? Bắn một phát con zombie lật gọng luôn rồi. Và bây giờ mình sẽ lên trên và bắt đầu cường hóa cái, ổn nâng cấp cái bàn phù phép này lên. Công thức nó sẽ là như vậy. Mắt nè, vôi vàng ở 4 góc, sách ở phía trên và cuối cùng là hắc diệm thạch. Đó, vậy là mình đã được một cái Advanced Enchantment Table rồi. Và với cái này á, thì mình có thể đặt xuống nè, không chỉ giúp mình cường hóa những cái món đồ lên đâu, mà nó còn có thể sửa lại nữa cơ. Nhưng mà mình cần phải sửa set đồ trước, tại vì nó là thứ rất là quan trọng ấy. Ấn chữ R một cái nè, đó, sửa lại full độ bền luôn nha. Như vậy thì mình chỉ cần mang những món đồ hư á về nhà là có thể sửa thoải mái, mà mất cũng không có quá nhiều kinh nghiệm đâu. Riêng về cái cúp này thì mình sẽ ép cho nó hiệu suất nè. Ủa không được hả? À, nó phải cần có kệ sách rồi. Vậy là cái việc enchant phải cần có kệ sách á các bạn ơi. Mà tạm thời mình còn ít sách ở đây hả? Nó ăn hết một vài quyển rồi, để bây giờ mình sẽ chế tạo thêm một ít cái kệ sách đi, rồi nâng cấp cái chỗ enchant lên một xíu nhá. Ở đây một kệ, đây một kệ, đây một kệ. Được chưa? Vẫn không được. Buồn vậy, nếu mình enchant cái này thì sao ta? Vẫn hình như vẫn thiếu á các bạn ơi. À, mình biết rồi. Mình hết cấp độ chứ không phải là ấy đâu, mình cần 20 level cơ. Vậy thì nó lại đơn giản quá. Bây giờ mình sẽ đi farm ít cái kinh nghiệm á. Nhưng mà trước khi đi farm thì mình sẽ chế tạo những thứ mà mình đã tiết kiệm trong thời gian vừa qua, đó chính là những cái thước súng nè, redstone và à đây, khói đây. Tại vì mình cần phải có khói để mình làm những cái giấc mơ của người đào mỏ các bạn ơi. Công thức nó là như vậy. Đó, mình đã được 5 cái Miner Cream luôn. Với 5 cái này á, thì mình có thể thỏa sức đi mai và mang về thật là nhiều khoáng sản. Rồi, cất mấy thứ này vô trong trước đi. Cất nè, gỗ thì chắc mình sẽ cất vô ba lô mang theo khi mà đi khám phá. Sắt thì để cho cái bé bét của mình ăn á. Rồi, giờ thì mình sẽ ngủ một giấc đi. Rồi, sau đó đi pha một ít cái kinh nghiệm nhá. Mình nghĩ gần đây có bò nè, để mình giết bò mình lấy kinh nghiệm cũng được. Hay là ở dưới đi mai gặp quái quýnh quái. À đây đây đây, skeleton nè, skeleton nè. Có kinh nghiệm không? Ui, không có kinh nghiệm luôn hả? Ôi, keo kiệt bủn xỉn, không cho người ta gì trơn. Thôi kệ, đây có một ít bé bò nè, để mình thịt trước đi, rồi sau đó mình sẽ đi xuống cái chỗ đi mai nhá. Chưa lên được 16.
được 16 chưa? Đó, 16 rồi, 16 rồi. Mà sẵn đây á, mình sẽ farm thêm mấy trái táo vàng á các bạn ơi. Mình còn một ít táo vàng cũng như là thịt bò bít tết để ăn dần, chứ giờ mình ăn mấy cái bắp hoài cũng ngán lắm rồi. Rồi, tạm thời thì như vậy thôi. Và mình chưa truy lùng ra cái ổ kiến máy móc á. Mình phải tìm ra được cái ổ kiến thì mình mới diệt tận gốc cái mấy con kiến đó thôi. Chứ giờ mình nó tới nhà mình giết nó, đợt sau nó lại sinh sản ra tiếp và phá nhà mình nữa hả? Cũng chịu thôi. Rồi giờ mình sẽ ăn trước một cái đi. Mình nghĩ là nên có cái dòng gia tài 3 thì sẽ đi mai dễ hơn á. Hay là qua thế giới kiếm một lần nữa. Thôi tạm thời thì cứ đi mai trước đi, chờ có Miner Dream mà không đi mai thì uổng lắm. Đây mình có 5 cái đúng không? Mình sẽ vứt những thứ không cần thiết vào trong ba lô như là táo, da hột, mấy cái đồ này một xíu thì mình mới cần rồi mình sẽ vứt vô trong. Táo vàng enchant giữ lại nè, xương rồng thì cất vô. Kiếm này thì mình nghĩ không cần đâu, tại vì mình có hai cây kiếm Nightmare rồi nên mình sẽ cất vô cây kiếm Amethyst hồi nãy nha. Giờ thì mình sẽ bắt đầu sử dụng cái Miner Cream đầu tiên. Đây đập cao cao lên xíu đi, rồi chuẩn bị nè. Bùm. Rồi, các bạn thấy gì chưa, có kim cương luôn nè. Red Andron Block. Đây là cái khối kiến đó mọi người, còn cái này là Titanium. Ui, mình đang cần cái loại này nè, sắp tới mình cần rất là nhiều mấy cái Titanium này để chế tạo á. Nên bây giờ gặp thì mình sẽ farm mang về nhá. Ở đây còn không? Red End, quặng kim cương. Ui, cái này kim cương thiệt nè, nhưng mà phải có gia tài thì mới đào ra nhiều cơ. Đây, để bây giờ mình sẽ đập ra một cái để qua thế giới kiến đỏ trước nha. Để mình sẵn đó mình farm thêm một ít kinh nghiệm á các bạn ơi. Rồi rồi rồi. Ui, xuất hiện ngay cái chỗ spawner mấy con Nightmare luôn. Căng thẳng quá. Mà cái cung mình cũng gần hư nữa. Chết rồi, chết rồi. Để mình tìm cách mình vô trong nữa, coi coi nó cho mình vô trong không nha. Chết, nó chặn bedrock sao vô ta. Ấy, mình trọng giật lát quá. Kiểu như trong đó nhiều quái quá. Thôi kệ đi, qua đây cũng được. Ừ, bên đây nè, trong dưới cái này là sẽ là nơi mình có thể farm được những cái đồ ultimate. Được á nha, được á nha, mình sẽ xuống dưới đi. Đây, xách ra hai cây này. Và xuống dưới chuyển thôi. Lần này thì mình đã có giáp xịn, kiếm xịn rồi, nên không còn sợ mấy con này nữa đâu. Vô trong chiến luôn. Đùa nè. Ủa, nó đâm lắm, nó đâm lắm. Giờ mình có cúp xịn này nên mình sẽ đạp spawner nhanh nha. Cho ta đạp spawner. Cái con nào mà la điếc cả tay vậy, con nào. Ui, nó la một phát ù tay luôn ấy. Sorry các bạn nhé, con này nó la làng quá, để mình tiêu diệt nó. Thiệt tình, chơi quýnh ông lại còn la làng. Nữa kìa. Ê, im. Không được. Xuống mấy chỗ này là phải tắt tiếng mới được ấy. Không thôi nó ồn, các bạn khó mà theo dõi được ấy. Dám làm phiền đến các bạn nè. Rồi giờ mình sẽ đạp spawner. Ui, và bây giờ các bạn coi gặp mình được 38 level rồi. Nhưng mà vẫn chưa xong cái chỗ này nữa, mình để mình đập đập cái đã. Cản làm sao mà cản được cái việc mình đập spawner. Ui, nó ra nữa. Ê, còn hai cái cuối cùng. Ba cái chứ, hai cái cuối cùng nè. Ok, dù sao mình cũng đã hoàn thành xong cái việc farm một ít level để nâng cấp cây cúp rồi các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ lấy đồ rồi đi lên trên nhá. Không nhây với mấy con này nữa, mất thời gian lắm. Rồi, khối kim cương, quá dữ luôn. Được nữa nè. Vậy là mình đã có thêm được một cái quần cũng như là một cái ủng ultimate rồi. Qua đây coi coi. Đi ra cho người ta vô lấy đồ nào. Không tiếp khách à, mấy con này kỳ cục kẹo. Không cho mình cũng vô nữa. Đồ trong đây sao cấp được mình. Ui, sao mấy con này nó rơi ra đồng hồ nhiều vậy ta. Mình không xíu hiểu sao quýnh mấy con này rơi ra đồng hồ nhiều cực luôn ấy. Cho lấy cái rương nào. Đồng tới mức mình lấy rương không được luôn á. Đây có thêm một cây súng nữa nè. Và một cây Nightmare Sword. Top. Còn căn phòng mình đây mình chưa đi nè. Với căn phòng sau lưng mình nữa là xong rồi đó. Rồi lấy thêm một ít cái này về. Cho người ta qua kia lấy rương coi. Cản trở người thi hành công vụ không à. Ăn trái táo vàng cho nó khỏe nè. Rồi giờ thì nghỉ đánh ta nha. Ui mà nó dồn mình vô góc. Ê. Quýnh với mấy con quái này các bạn, đừng nên bị để nó ép góc nha. Ép góc là mệt trong người đó.
Bên đây coi, lại là kim cương nữa. Vậy là trong mấy cái dungeon này á, rất là dễ gặp mấy cái kim cương nhá. Nên bạn nào cần kim cương cứ vào đây mà tìm. Rồi, mình đã lấy được một chỗ nữa. Và đây chính là cái chỗ cuối cùng mà mình cần lấy nè. Rồi sau đó chắc mình sẽ trở lên trên quá. Và 47 level siêu nhanh luôn á. Cho đi vô cái. Không cho mình vô, cũng vô à. Rồi, coi cái rương đâu. Úi, hôm nay không có rương hả? Ồ, có rương mà chỉ có một cái thôi. Trời ơi, cái phòng này ít rương quá. Ok. Ui, ui, ít rương mở tới 3 cái quần ultimate lận. Ok, ít mà cho đồ xịn là ok rồi. Rồi, giờ thì chắc mình sẽ trở lên trên á, rồi trở về nhà thôi các bạn ơi. À, quên mất, hôm trước mình mình có gặp mấy bé rồng mà mình chưa biết cách thuần phục á. Và có hỏi qua cái cách để thuần phục thì các bạn có chỉ mình là mình có thể cho bé ấy ăn mấy cái thịt sống á. Để một xíu về mình sẽ triệu hồi ra một bé rồng con nhá. Rồi tìm cách thuần phục ẻm. Ui, kiến bảy màu. Ô, tổ kiến bảy màu nè. Được, được, được nha. Có gì một xíu thì mình sẽ vô thế giới kiến bảy màu. Còn giờ thì mình cần phải tìm. Ê, nè, nè, mấy bé. Mấy bé rồng nè. Dễ thương cực luôn á. Và mình có quả trứng rồi, một xíu về thì mình sẽ triệu hồi sau. Còn giờ mình sẽ tập trung vào việc tìm đường trở về nhà nha các bạn. Đi nãy giờ mà không có thấy mấy con kiến đỏ đó hết trơn á. Kiến đỏ đâu mà không gặp, mà gặp nguyên một con bướm khổng lồ đằng kia kìa. Để bây giờ thì mình sẽ tiêu diệt nó để lấy thêm một cái sao nether nha. Tại vì con này nó cũng rơi ra cái sao nether các bạn ơi. Này, này thì bướm khổng lồ, bướm khổng lồ. Một hit cuối cùng. Ui, coi coi. Ây, dám, dám. Dám bắn mình. Dám bắn mình nè, đây là tổ kiến nâu. Ủa, không có, không có kiến đỏ hả? Trời, để giờ tìm kiến đỏ muốn xỉu luôn á. Đi tới giờ trời tối luôn rồi nè mà vẫn chưa tìm thấy nữa. Để giờ mình sẽ thử đi thêm một đoạn nữa coi coi có chịu cho mình cái ổ kiến đỏ không nhá. Ai mà bắn đùng đùng sau lưng vậy? À, còn một con bướm muốn chết nữa. Muốn chết thì ta chịu, muốn chết thì ta chịu. Bướm, bướm nè, bướm nè. Một hit cuối cùng, một hit cuối cùng. Mình hư cung mà quý vị, không có tấn công từ xa được á. Bướm nè. Đấy, ngon. Bắn phản đam, mình sẽ phản đam bằng chính quả cầu con bướm này luôn cho bạn xem. Ây, ui trời, không kịp. Thôi, giết nó bằng cách thủ công. Thấp xuống người ta mới chém chúng chứ. Bay cao gì sao mà chém chúng. Không có cái cung làm ăn không được gì trơn. Mấy con đánh xa này luôn á. Nó còn đang hồi máu nữa kìa. Một hit cuối cùng nè, núp nữa đi. Có ngon thì bay cao nữa đi. Bỏ đây luôn á. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm mấy cái con kiến đỏ nhá. Ui. Ui, mình vừa gặp một cái lợi quặng. Chịu hồi cái The Win nè. Wow, hôm trước là The King, giờ tới The Win. Hình như đây cũng là một con rồng á. Căng hẳn, để bây giờ mình sẽ thử chế tạo coi quả trứng nó như thế nào. Hả? Ủa? À, phải nhiều khối giống như vậy mới tạo ra một được một cái quả trứng chứ không phải một lớp đơn thuần. Vậy là đây chắc chắn là cái con boss The Win rồi, con rồng á. Wow, vậy là mình sắp có thể triệu hồi được một cái con boss siêu mạnh trong thế giới Crazy Craft này nữa rồi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Hấp dẫn nha. À, đây nè, đây nè. Máy móc hả? Kiến máy móc. Ui, chết rồi. Ui, con gì đây? Con Nightmare. Ui, con này nhìn thấy ghê vậy. 750 máu. Ôi no. Ôi, xong mình rồi. Bây giờ mình chưa đủ tầm đánh mấy con đó đâu. Mình còn yếu lắm. Tự dưng qua đây rồi. Trời ơi, trên trời bầu trời quá trời mấy con Nightmare kìa. Thằng này cũng có spawner con đó nữa. Ý, quái vật cây mà dám cà khịa mình hả? Muốn chết rồi. Eye of Ender Block. Được cái gì đấy? Không biết cái này dùng để làm gì ta. Mà hồi kệ, cứ lấy về trước đi các bạn ơi. Và phía dưới này, ủa, không có gì à? Ở dưới đó không có gì trơn á. Hồi kệ, mình sẽ vứt ra đi. Và bây giờ mình sẽ tìm một cái nơi nào đó để mình trở về nhà thôi. Thiệt tình á, mình ấn nhầm vô thế giới này rồi. À, này mẹ con. Này mẹ con mà giỡn. Ủa? À, con này quýnh mình. Này mẹ con. Này mẹ nè.
Đánh mấy con này á, tốt nhất là chúng ta nên có một cái vũ khí tấn công tầm xa thì nó sẽ dễ đánh hơn chứ. Mình đánh cận chiến vậy nó ngắn ngủn mà, không có đủ tầm để giết nó đâu. Thôi không chơi nữa, quýnh mấy anh hai này chơi quýnh hội đồng không à. Ai mà quýnh lại. Không chơi nữa. Giỏi rồi. Ủa trên kia có cái gì kìa. Đã bay hay sao ấy. Bây giờ hư giáp anh một miếng rồi. Và giờ mình đang tới 50 level lận. Ép người vừa phải thôi chứ. Đã không muốn kiếm chuyện mà. Cứ cà kẹo ngon lại đây. Lại đây. Clutch 2 luôn. Lại đây. Thích cà kẹo nè. Đừng có quên ta là chùm cà kẹo nha. Đừng có quên nha. Và 2 hit cuối cùng. 1 hit nữa. Lại đây. Kẻ người luôn nè. Dám cà kẹo mình. Tên này liều thiệt. Này thì quái vật lá. Đang bực tức mà lại đây làm gì. Thôi kệ, không quan tâm mấy con đó nữa. Giờ mình sẽ tiếp tục đi để tìm cách trở về nhà nhá. Tự nhiên nghịch ấn vô cái quà thế giới của mấy con kiến máy móc rồi. Oh my god. Ui, con này mê 1000 máu. Nó bự cô kìa. Oh my god. Con đó cạp mình cái chắc mình về nhà luôn á. Thôi kệ đi, mình sẽ dâng tặng cái mạng sống này để cho nó tiễn mình về nhà cho mau. Mình chết mình sẽ hồi sinh ở đây. Thôi toàn rồi. À đây nè, ra đi kiến ơi, ra lẹ đi, mình cần con kiến này. Đúng rồi. Về thôi. đừng về rồi. Giờ mình sẽ tìm cái chỗ nhà mình. Đây, chỗ của nhà mình nè. Dịch chuyển về một cái. Ôi, cuối cùng cũng được về nhà các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ ngủ một giấc nha. Sáng thức dậy thì mình sẽ bắt đầu nâng cấp cây cúp của mình lên cái dòng gia tài 3. Và sẽ bắt đầu đi mai. Ủa sao mình mất hết. Ủa mất hết kinh nghiệm rồi. Ủa kỳ vậy ta. Không hiểu luôn á. Ủa thường thường keep inventory á thì nó sẽ giữ lại đồ và kinh nghiệm mà sao. Ờ chắc đây phiên bản cũ nên nó không giữ kinh nghiệm hay sao rồi. Ở đây nè, có lại nè. À chắc là nó chưa lót kịp cái thanh kinh nghiệm. Trời ơi, làm người ta hú hồn muốn vía hà. Rồi, đã có kinh nghiệm. Mình sẽ bắt đầu enchant lại. Đằng này không tin là không được. Đó, phải gì chứ. Enchant lên nè. Giờ thì là maximum rồi nha. Siêu xịn. Sửa đồ lại xíu, nhìn cho nó đẹp hẳn coi. Đó, đồ phải full đồ bền, nhìn nó mới đẹp được. Và ta da. Quá xịn luôn. Ủa nhưng mà cũng hết kinh nghiệm luôn rồi. Thôi kệ không sao đâu, dù sao đồ mình cũng đã xong xuôi. Và bây giờ thì mình sẽ vứt đi những thứ không cần thiết. Chẳng hạn như là cái này. Cái này thì mình có rồi, mình cũng sẽ vứt. Vứt cái này. Được hai cái sao nether nữa rồi, quá dữ luôn á. Và đi xuống phía dưới. Để coi, nãy mình thấy Kiến đỏ nè. Dám nhờn với mình. Đục cái chết luôn rồi. Đây là gì đây? Đây là Lightning Stone. Thứ này bây giờ mình nên ca đát một ít đi các bạn ơi. Để một xíu về mình sử dụng á. Cái này là Stone Block thôi. Đặt lại đi, không chơi mấy block đó nữa đâu. Cái này là Tungsten. Cái quặng Tungsten. Ok, giờ sẽ đào cái quặng Tungsten này về nhá. Ừ. À, đây là một loại quặng rất cần thiết. Để một xíu mình chế tạo luôn. Đây cũng là loại quặng mà mình tìm hôm nay nè. Ồ, được nha. Đây là kim cương nè. Đào luôn. Để coi với gia tài 3 thì mình sẽ được bao nhiêu viên với 3 quặng nha. Mình sẽ đón khoảng 6 viên. Ta-da. Có 4 viên à. Trời ơi, gì đâu giỡn gì không biết nữa. Thôi kệ đi, không sao đâu. Ở dưới hang nó cũng có thêm ít cái sapphire thì mình cũng có thể mang về á. Còn platinum này mình nghĩ là nên xuống thế giới, có một thế giới đặc biệt á, chuyên có mấy cái quặng đó luôn thì mình đào nó sẽ dễ hơn á. Ủa mình farm nó sẽ dễ hơn á, chứ giờ mình đi mai mình nung ra nó chỉ ra cái nugget thôi các bạn ơi, tức là cái hạt á, nó sẽ rất là lâu để làm được một cái foil luôn. Cái này là Palladium hả?
cứ nhặt về đi. Mấy cái thứ này sắp tới mình sẽ dùng rất là nhiều luôn, cho nên bây giờ gặp á mình sẽ cứ khai thác mang về. Sapphire nữa nè, sẵn tiện đây farm thêm ít kinh nghiệm luôn. Cái này là Titanium. Quầy, hôm rày mình tìm á mà cũng không ra nhiều cho lắm, nhưng mà giờ đã có cái Miner Cream nó giúp mình á nên việc farm nó cũng không có quá khó đâu. Cái này là Magnesium hả? Ok, farm thêm ít cái Magnesium này luôn. Vì mấy cái quặng này khi mà mình nung ra á, đây chẳng hạn như là Magnesium nè, nó nung ra thì nó sẽ được cái foil và mình sẽ có thể chế tạo được những bộ giáp rất là xịn luôn nha. Rồi giờ thì farm thêm một ít nữa. Còn cái này á thì mình khi nào cần xuống thế giới của Wakanda thì mình mới farm thôi. Còn đây là khói bị nhiễm phóng xạ nè, để bây giờ mình sẽ lấy rồi vứt vô trong cái ba lô liền nha các bạn, để không thôi mình bị nhiễm phóng xạ chúng độc chết á. Loli thì cũng cần. Ui coi kìa, gia tài ba xịn thiệt luôn á, với vài cái thôi mình đã được ui khối kim cương. Ui dưới hang mà cũng có khối kim cương nữa nè. Redstone thì sắp tới mình cũng cần nên bây giờ gặp thì cứ khai thác mang về các bạn ơi. Với gia tài ba thì mình có thể farm được rất là nhiều loli cũng như là redstone. Vì mấy loại quặng này nó rơi khá là nhiều á các bạn. Ở đây thì có titanium. Rồi giờ mình sẽ vứt những thứ không cần thiết, chẳng hạn như là da. Redstone mình có thể nén không? Ok, mình sẽ nén redstone ra đi. Tại vì mấy cái này nó ra nhiều á, thành ra nó chón chỗ dữ lắm luôn. Rồi nén lại và vứt trong ba lô vậy nè, nó sẽ gọn gàng hơn. Luli tương tự đi. Ủa nãy mình thấy trong đây còn nữa mà ta. Hình như mình cho vô trong ba lô rồi. Rồi đó, giờ thì nó đã gọn gàng hơn rất là nhiều. Và bên đây thì có Magnesium tiếp hả? Ok, farm tiếp luôn. Nãy giờ mình được bao nhiêu rồi đây? 26 cái Titanium rồi hả? Để bây giờ mình sẽ farm thêm ít số này. Vậy là mình được 32. Ổn rồi, ổn rồi. Và còn một ít cái Miner Cream để mình dùng nốt luôn nhá. Và bây giờ mình sẽ chuyển sang farm mấy cái kim cương thôi. Còn những cái như là Magnesium á thì mình sẽ đào trong thời gian giữa hai tập cho nó tiết kiệm thời gian nhá. Coi nào, kim cương. Đúng luôn. Không biết được bao nhiêu đây ta? Hy vọng là 1, 2, 3 và 4, 4 lần các bạn ơi. Xịn nha, được bao nhiêu rồi? 25 viên rồi đó, đi mai mới một xíu thôi. Vì có Miner Cream giúp đỡ nên việc tìm kim cương nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, chứ không phải cầm cuội ngồi đào như hôm trước đâu. Và cái này nó có cái hay á là nó có thể tách cả một cái hồ lava ra luôn, không sợ lava nó tràn vô mình và gây cháy các kiểu, nên rất là an toàn khi đào mai. Hôm nay vẫn còn Titanium nè, để mình đào bớt đi. Ui, không nên đụng vô pho tượng nha. Đợt trước mình đụng vô pho tượng thử á, quýnh mình chết queo luôn á. Ở đây có khói vàng nè. Như vậy á là dưới lòng đất thỉnh thoảng thì chúng ta có thể gặp được những cái khói khoáng sản, chẳng hạn như là emerald, kim cương và kể cả vàng nữa. Nhưng mà chưa có dịp gặp sát ta. Cái này là thiệt hay giả đây? Nhìn sơ qua thì rất là giống thiệt, đúng không? Đúng rồi. Cái quặng thiệt và giả nó chỉ khác nhau mỗi cái màu thôi, mà cái màu đó thì cần phải quan sát thiệt là kỹ thì mới biết được. Và bây giờ mình sẽ có được bao nhiêu viên đây? Ta-da! 40 viên và 2 khối kim cương. Trời ơi! Có cái Miner Cream tìm kim cương thích ghê luôn á. Mình sẽ vứt bớt đá đi, tại vì bây giờ mình không cần nhiều đá đâu. Cái này là sắt vàng. À, emerald nữa nè. Wow, quá trời khói emerald luôn. Mình còn hai cái Miner Cream nữa. Cái này là tron block thì không nên đào. Tại vì đào ra thế nào nó cũng ra một cả đống kiến để nó chích mình á, nên thôi đi, không có đụng vô đâu. Cái này là ruby hả? Redstone, farm thêm một ít nữa. Và giờ mình cũng được 20 level nữa rồi kìa, nhanh nghe không? Lượm thêm một cái nữa. Cái này thì hình như là tron block rồi. À không, đồ thiệt hả? Ui suýt nữa thì mình lại bỏ sót đồ xịn rồi á. Và nãy là 40 rồi hả? Giờ thì được bao nhiêu đây? 57, vậy là được thêm 17 viên lận. Cái này là ngọc lục bảo nè. Wow, và đây cũng là lần đầu mà mình gặp hai cái quặng ngọc lục bảo kế nhau luôn á. Trước giờ trong Minecraft á thì lục bảo thường thường chỉ xuất hiện một lần một cục thôi các bạn ơi, cực kỳ quý hiếm. Mà giờ với cái Miner Cream này mình còn phát hiện hai cái một lượt cơ. Và đây là một trong những thứ mà mình cũng khá là cần trong thời gian sắp tới, nên mình sẽ cũng lấy về luôn nhá. Đây, cất bớt vô trong coi, để cho nó đỡ chặt chỗ. Và giờ mình còn một cái Miner Cream cuối cùng, để bây giờ mình sẽ dùng nốt luôn nhá. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải kiểm tra.
Kim cương. Đúng luôn, đúng luôn. Được 62 rồi. Giàu to rồi các bạn ơi. Vứt thêm cái gì đây ta? Vứt thêm sắt vô trong đi. Tại vì mình để sắt ở ngoài á, để cho cái bé bé của mình ăn thôi. Tại vì cần phải ăn thì bé mới tăng sức mạnh cho mình được. Và cái cuối cùng. Ơ, đằng này có gì đấy? Uranium hả? Có Lightning Stone nè, mình sẽ đào thêm một ít đi. Được bao nhiêu rồi? Được 4. Cũng khá là đủ để dùng á. Cái này là quặng tròn. Ui, hai quặng tròn cái bên luôn kìa. Tiếc kìa không? Cái này là magnesium á. Ok, mình sẽ lấy thêm một ít nữa. Lấy dự trù thôi các bạn ơi. Sợ một hồi mình thiếu á, mất công lũ xuống đây thêm để khai thác nữa. Rồi, đào thêm ở đây. Và đằng kia là chỗ kim cương cuối cùng. Và thêm một cái này là ta kêu là cái Bristonite các bạn ơi. Và đây là kim cương thiệt. Được một stack và 6 đúng không? 6 11. Wow, hơi bị nhiều luôn. Và đào thêm cái này nữa. Ok, giờ thì chắc mình sẽ kết thúc cái chuyến đi mai trong ngày hôm nay thôi. Và bắt đầu quay lên trên để trở lại với công việc chế tạo đó. Bật bản đồ lên nè, dịch chuyển về căn cứ. Rồi, hơi bị xịn luôn. Còn cái tổ kiến thì mình sẽ cất vô trong đây đi cho nó an toàn. Và bây giờ thì mình sẽ nung một ít cái khoáng sản lên nha. Và mình cũng đã có farm thủy tinh á, ổ farm cát để nấu thành mấy cái thủy tinh nè. Một xíu thì mình cũng cần dồn. Mình đã chuẩn bị những thứ cần làm trong ngày hôm nay rồi, nên chắc nó cũng không quá khó khăn đâu. Nung thêm ít cái titanium vô cái lò đi. Còn cái loại nào mình cần nấu không ta? Magnesium nữa nè. Rồi tạm thời thì mình sẽ cho nó nấu và mình sẽ dọn dẹp đồ cũng như là chuẩn bị những thứ mà mình sắp chế tạo nha các bạn, để cho công việc chế tạo diễn ra dễ dàng hơn nha. Trong ngày hôm nay mình dự định sẽ chế tạo những bộ sáp siêu anh hùng. Và để làm được những bộ sáp đó thì đầu tiên chúng ta cần phải có một cái máy chế tạo trước. Đó chính là một cái Hero Maker. Và để làm được nó thì mình cần phải chế tạo những thứ căn bản kiểu như là cái màn hình trước nè. Và công thức của cái màn hình thì chúng ta cần phải có những cái khối sắt đen đúng không? Mà sắt đen thì mình có nhặt được từ một cái pho tượng nào đấy trong chuyến khám phá lần trước. Nè, có rất là nhiều nè, giờ mình sẽ đổi một ít ra mấy cái Black Iron Ingot nha. Rồi, đã có được sắt đen. Và kế tiếp thì mình cần phải có thêm một cái tấm kính màu đen nữa. Công thức chế tạo từ... Uầy, cũng khá là khó đây. Nhưng mà mình đã có những cái căn bản rồi nên mình nghĩ cũng không có rườm rà quá đâu. Đầu tiên thì mình sẽ lấy ra... Ui chết rồi. Hình như mình thiếu bột nhuộm thì phải. Để bây giờ mình sẽ lấy một cái xương rồng để mình nung ra, để cho nó ra cái bột nhuộm nha. Titanium ingot nãy giờ mình nung nó cũng được gần xong rồi nè. Cũng như là tungsten ingot. Cái tên ác người ta, tungsten. Rồi, màu xanh lá cây đã có. Giờ thì mình sẽ lấy thêm màu xanh nước biển từ Luli nè. Cũng như là một cái màu đỏ. Coi hoa đỏ. Đằng đây có hoa đỏ, ok. Để bây giờ mình sẽ qua đây để hái một cái bụi hoa hồng để đổi ra cái bột nhuộm. Úi, trên đây còn có cái rương nữa. Nhưng mà đồ không xịn cho lắm. Rồi, giờ mình sẽ lấy một cái bột nhuộm nha. Và cuối cùng là mình sẽ đổi những cái khối thủy tinh á ra những tấm thủy tinh. Vì công thức này chủ yếu dùng tấm thủy tinh thôi á các bạn ơi. Đổi hai lần luôn đi cho nó tiện. Rồi, đầu tiên mình sẽ đặt theo. Để mình nhớ coi nào, hình như cái này đặt ngang. Như cái này đặt ngang mới đúng nè, màu. Cho màu vô, phải đúng thứ tự hay sao ấy. Ừ đúng rồi, đúng thứ tự nó mới cho chế nha các bạn. Đặt sai thứ tự là không cho đâu. Rồi giờ mình sẽ làm thêm một vài cái hình dạng như vậy. Nó một cái ngang, một cái dọc nha. Úi, bắn nhầm rồi. Và sau đó thì mình sẽ làm cái màn hình thôi. Ủa, cái tấm kính chứ nhầm. Làm cái tấm kính trước. Tấm kính công thức nó là... Công thức của nó là như vậy. Đặt vô coi đủ chưa. Tấm kính nè. Cái ngang ở dưới, cái dọc ở trên, sắt đen hai bên. Đó, vậy là được cái tấm kính đen rồi. Cái tiếp mình sẽ nâng cấp hẳn lên cái màn hình. Và nó vẫn còn thiếu cái flashlight này. Và bây giờ thì mình sẽ... cái này nè, nó mới cần cái tungsten ọt nè, các ingot nè các bạn. Và tấm kính trên, vậy thì quá easy rồi. Đây, đặt vô luôn. Công thức giống như vậy. Đó, và cần tới 3 cái lần, mình sẽ cho 3 lần mỗi cái nha. 2 và 3. Ui, còn thiếu một cái tấm kính. Ai khóc nỗi đau này được chứ. Thôi kệ, làm thêm một cái nữa cũng không sao đâu. Rồi, giờ thì đủ rồi nha. Tungsten nè. Lightning Stone. Rồi, giờ đã có đủ 3 cái. Và coi làm được cái màn hình chưa nè. Ủa, vẫn chưa.
À, cái này nó bắt buộc mình phải chết tay rồi. Không cho mình bấm nhanh chứ. Đó, được cái màn hình. Giờ mình sẽ show cho các bạn xem cái màn hình nó xịn cái nào. Wow, màn hình nè. Nhưng mà giờ thì nó cần phải có một vàithứ nữa để tạo ra cái vàng luôn các bạn ơi. Cái này giống như nguyên một vàng PC khủng á, để làm những món đồ thần kỳ. Và mình cần thêm một cái Hero Reactor nữa. Và cái này thì chúng ta cần phải có cái viên ngọc anh hùng trước. Công thức của nó thì khá là đơn giản. Cần có kim cương nè. Kim cương hình như là cần để coi nào, coi lại thêm một lần nữa. Kim cương ở 5 góc hả, và một ít cái đây, cái sapphire ở đây rồi, giờ mình sẽ sapphire ở vị trí này và kim cương ở xung quanh. Nó mình đã được một cái viên ngọc anh hùng rồi, và mình cần phải cho nó thêm một ít cái high tech electronic á. Và cái này thì mình chế tạo rất là đơn giản luôn, và mình cũng đã làm nó trong thời gian với 2 tập để tiết kiệm thời gian. Bây giờ thì mình sẽ nâng cấp nó lên cấp độ 2 nhá. Cái này nâng cấp độ 2 coi được như là cần 4 cái đúng không ta? Ok, 4 cái, giờ mình sẽ lấy lại những thứ không cần thiết và nhét vô ba lô để cho nó tiết kiệm cái không gian nhá. Rồi, giờ thì chúng ta chỉ cần ấn vô cái này và búp. Đó, vậy là chúng ta đã có được một cái Hero Reactor rồi. Giờ công đoạn cuối cùng của mình á, là lấy một cái bàn chế tạo. Mình có thể làm luôn ngay trong vị trí này. Đó, và cho vô đây. Vậy là chúng ta đã có được một cái Hero Maker. Nhìn trên tay đơn giản gì thôi đúng không? Mà khi mình đặt xuống thế nào các bạn cũng trầm trồ cho xem. Để mình đặt bên đây cho bạn gái mình có thể thấy luôn nha. Đây, đặt ở đây nè. Búp. Đó, các bạn thấy gì chưa? Hồi nãy chỉ có một màn hình đúng không? Bây giờ đã nâng cấp lên có thêm 4 cái màn hình nữa ở hai bên nè. Và có cả cái bàn phím cũng như là một cái thùng máy ở phía dưới, nhìn rất là xịn sò. Và khi mình kích hoạt nó lên thì nó càng xịn hơn. Mỗi màn hình sẽ chế tạo một món các bạn ơi. Những cái này là chế tạo nón nè, cái này là áo, cái này là quần, và cuối cùng là cái ủng. Và trên đây chúng ta có thể nhìn được tổng quát luôn nè. Bật tắt được luôn nha. Thôi bật lên đi, bật tắt ngồi nổ máy á. Rồi, và với cái này thì mình có thể bắt đầu chế tạo những bộ giáp siêu anh hùng. Và siêu anh hùng đầu tiên mình muốn chế tạo đó chính là Superman. Đây chính là cái thứ mà mình cần chuẩn bị, đó chính là cái logo của Superman trước nha. Và nó cần một cái sao nether nè. Và cái này thì mình đã có thể nhặt từ những cái con bướm khổng lồ rồi. Và Red Diamond á, thì mình cần phải nén nó lại trước nha. Red Diamond, ủa? À đây, Red Diamond bên đây. Giờ thì mình sẽ nén mấy cái Red Diamond này lại trước. Được 7 khối nè, bên đây còn một ít, mình sẽ nén lại luôn đi. Rồi có gì farm sao? Rồi, còn có 5 cái Red Diamond nè, vậy là phải farm thêm trong thời gian dưới 2 tập rồi. Mình sẽ chuẩn bị thêm một ít Sapphire lỡ một chút nó cần á. Và mình cần phải có thêm cái Yellow Claw này, và chế tạo từ sợi chỉ. Rồi, đổi ra nè. Rồi, chế tạo cái len màu vàng. Và cuối cùng là lấy chỉ thôi. Không biết mình có nhặt chỉ không nữa, mình sợ không có nhặt chỉ là... À đây, có chỉ. hên quá. Rồi, giờ thì mình sẽ chế tạo cái Yellow Claw này trước nha. Công thức nó là như vậy. Và mình sẽ nâng cấp hẳn nó lên. À, mình còn thiếu một thứ, đó chính là cái Sao Nether. Đúng rồi, Sao Nether lấy một cái ra thôi, vừa đủ luôn nè. Và chúng ta sẽ có được một cái Superman logo. Rồi, ổn. Mình sẽ cắt bớt những thứ không cần thiết vào bên trong. Kế tiếp á, mình sẽ chế tạo cái áo giáp. Và áo giáp của Superman thì mình cần phải có thêm cái Blue Claw này. Và cần phải có len nữa ta, nhiều len vậy. Ở đây có sắt không? Mình làm hẳn một cây kéo luôn đi. Đi cắt cho nó tiện các bạn ơi, chứ mình giết cừu hồi là không có lắm. Để mình lấy len tiếp á. Ok, chắc bây giờ mình sẽ đi tìm cừu để cắt lông cừu nha các bạn. Ui, đi cắt lông cừu mà mình lại đi lạc ra bờ biển và gặp quá trời mấy bạn gái luôn nè. Có bạn thì đứng ở trên nghe nhạc, còn có bạn nhảy xuống dưới tắm luôn, mà bây giờ đang ban đêm nữa. Và kể cả ngoài kia có mấy cái con thằng lằn nè, và cả mấy cái con quái vật biển mà mấy bạn gái vẫn không sợ. Đúng là mấy cô gái dũng cảm mà. Thôi, để bây giờ mình sẽ trả lại sự bình yên cho cái vùng biển này bằng cách đánh bại cái con quái vật biển này nhá. Ui, kể cả phù hỉ mà còn chơi chung nữa kìa. Bỏ tay mấy cái bạn gái này luôn á. Rồi, giờ mình sẽ đơm con này. Và con này nó cũng rơi ra một món đồ rất là cần thiết trong công thức chế tạo cây kiếm Big Bertha. Ui, đằng kia có pho tượng của siêu nhân gà kìa. Hình như có len trên đó các bạn ơi. Vừa được đấy nè.
nãy giờ mình chưa tìm thấy cô nên chắc mình sẽ lên cái pho tượng đó để chơm len về. Chứ giờ không có thì phải chơm thôi chứ sao giờ. Mấy con cá này đi. Đúng không, đúng không? Để bây giờ mình sẽ thử dịch chuyển lên đầu của siêu nhân nha. Cái này là tầng 90 cho cao cao một xíu. Ui mình chưa vô trong luôn rồi. Coi len, không có len ấy hả ta? Đây là một cái ba lô. Ba lô bằng magma cube. Cái này là nhện nhện. Ui nhện nhện cho kỹ năng leo trèo nè. Một ít cái nhẫn. Để mình thử đeo nhẫn vô coi có được không. Ui không cho đeo nhẫn các bạn ơi. Cái này có slot mà không cho đeo nhẫn gì trơn. Hơi kệ đi không sao hết. Cái len này không phải len màu xanh nước biển nên mình không có lấy được á. Rồi cái rương này thì cho Thunder Step, một cây gậy sấm sét nè. Vậy là không có len trắng hả ta. Ui buồn vậy. Tưởng đâu có len trắng ở đây chứ nè. Đây là khối mà mình nhặt được ở lần trước nè. Những cái Black Iron ở phía dưới của cái pho tượng. Nó có rất là nhiều luôn. Giờ đang có hiệu suất nè nên mình sẽ đào một ít nữa mang về. Vì sắp tới chế tạo thì mình cần rất là nhiều những cái sắt đen á. Cái rương này có một cái Pandora Box. Ui đây là một cái rương bí ẩn á. Mình sẽ mở ra được những phần quà. Xịn. Hình như mình cần có len đỏ không ta? Cần len đỏ, ở đây có len đỏ nè, mình sẽ lấy len đỏ trước đi. Cái gì mà sẵn có thì mình sẽ lấy về để đỡ chế tạo nha. Và chắc bây giờ mình sẽ đi tìm một chỗ nào đó có cừu á để mình cắt lông cừu màu trắng rồi mang về nhuộm nha các bạn. Chứ giờ mình không có tìm thấy len cừu trắng ở trong cái pho tượng này rồi. À đây nè trời. Cuối cùng cũng gặp mấy bé cừu rồi. Giờ mình sẽ cắt bé cừu nè. Ui trời ơi, cụ đã hiếm rồi, đừng có té chết nha. Xin đây. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục đứng ở đây để cắt lông cừu nhá. Ui lọt hầm rồi. Đi ngồi lọt hầm luôn chứ, kệ, nhảy xuống hầm cắt luôn. Rồi mình sẽ pha một ít nữa rồi sau đó trở về nhà để chế tạo đồ nha các bạn. Rồi vừa đủ 12 luôn. Bây giờ thì mình sẽ trở về nhà nha các bạn. Đây là những thứ mà mình cần để chế tạo rồi. Giờ ban đêm hả ta? Hơi nguy hiểm đó, để mình ngủ một cái đi. Ngủ một cái sáng thức dậy thì nó sẽ an toàn hơn. Lỡ đang chế tạo Gibber nổ chết thì sao. Rồi mình sẽ bắt đầu nhuộm mấy cái này bằng cái luli nhá, để cho nó có màu xanh. Công thức là như vậy. Và mình sẽ cất những cái luli không cần thiết vào bên trong lại. Sau đó thì mình sẽ kết hợp với chỉ. Và chỉ thì hình như mình hết hay sao. Thiếu tùm lum tùm la hết trơn á. Ok giờ mình sẽ tiếp tục hành trình đi tìm chỉ nha. Rồi và đây chính là loại len cuối cùng. Giờ thì mình đã có thể chế tạo cái áo giáp của Superman. Đây là món đồ xịn nhất, cũng là cái khó chế tạo nhất á. Tại vì nó phải tốn một cái Superman logo cơ. Rồi giờ tới cái quần nè. Superman thì sẽ để đầu trần nha các bạn, nên không có chế tạo nón nha. Rồi giờ thì mình sẽ cởi cái này ra. Thôi hay là cởi hết luôn đi, nhìn cho nó đẹp trai nha. Được á, cởi hết ra nhìn cho nó đẹp hẳn luôn. Và sau đó mình sẽ mặc vào cái set đồ này. Áo giáp Superman. Có áo tròn luôn nha. Để mình để ba lô xuống đi cho các bạn dễ ngắm cái áo tròn của Superman hơn. Đó, áo tròn đàng hoàng. Kế tiếp là quần Superman. Đó, chưa ra gì đúng không? Nhưng mà khi mình mặc cái ủng này vào, mình đã trở thành Superman. Wow. Coi kìa, mình chạy siêu nhanh luôn, mình còn bay được nữa. Ui phanh lại. Ui Superman chạy nhanh quá nên hơi khó phanh đó các bạn ơi. Ui ở đây cũng có hệ thống kỹ năng nữa cơ. Dữ dằn vậy ta. Ui Superman chạy nè, đúng là người ta nói chạy nhanh như Superman, quả không sai. Wow, chạy nhanh thiệt sự. Ui mình còn có tuyệt chiêu bắn nữa nè, bắn bằng tia laser á. Để bây giờ mình sẽ thử bắn. Ôi anh người lùn này không bắn được. Bắn ai đây ta? Kiếm con gì đó bắn coi. Đây bắn bé mực nè, bé mực khá là vô hại nè. Rồi giờ thử nha. Bé mực xa đúng không? Búp. Bắn. Ui chết bé mực luôn và mất luôn cả blocker. Đó là chính là tia laser á các bạn ơi. Sức mạnh thật là khủng khiếp. Giờ Superman cần phải ăn miếng ơi, tại vì Superman đói bụng rồi. Rồi nha, và giờ cái nhà mình nó đã một cỏ lên túc bên trong rồi kìa.
quá trời hiệu ứng cho này, sức mạnh, tốc độ, kháng lửa, thở dưới nước, bay lượn, rồi đi trên phát hơi thở băng rồi hồng máu các kiểu nữa. Trời ơi, để bây giờ mình sẽ enchant cái set đồ Superman này để cho nó đục một phát, thử coi đục phát chết không. Superman, cái gì đục một phát chết luôn đấy chính là sức mạnh để bảo vệ trái đất các bạn ơi, của siêu anh hùng Superman. Wow, quá dữ quá dữ. Hôm nay hết là nấp rồi nha, người ta là Superman rồi đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ enchant set đồ Superman lên để cho set đồ này có thể sử dụng lâu hơn nhá. Bảo vệ nè, không bị phá vỡ. Mình nghĩ nên enchant cái dòng không bị phá vỡ đi các bạn ơi, để sử dụng lâu lâu xíu á. Áo nè, thêm cái ủng đi. Cái này không đủ để enchant hai cái rồi. Kệ, chi chia ra enchant cũng được. Không bị phá vỡ một thôi. Mỗi cái áo là mắc á, nên mình cần phải enchant nó trước. Rồi tạm thời thì mình chỉ enchant được những thứ này. Và bây giờ thì mình sẽ phát ba lô lên và đi vào một thế giới nào đó để test sức mạnh nha. Superman thường thường sẽ dùng tay không để đánh á, nhưng mà hôm nay mình có kiếm nên mình chắc mình sẽ kết hợp với kiếm đi, để tăng thêm cái độ bá đạo hơn. Và đồ mình hơi nhiều nè. Và để chuẩn bị cho chuyến đi á, thì mình cần phải mở cái rương này trước nha. Đây chính là Pandora Box. Cái này mình sẽ mở ra cái gì đây? Đó, mở rương. Bum 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 bum. Cái gì? Gì á, gì á? Cái gì á? Ôi xây cái gì á anh bạn? Trời ơi. Cái rương này không ra đồ rồi mà nó là một cái rương xây công trình gì á, nó xây thành hình tròn luôn. Bò tay thì chứ, tưởng đâu được đồ gì xịn sò con bò ai dè. Nó dục gác xung quanh chỗ mình chứ, thôi kệ, dù sao đây cũng là một cách để trang trí mà. Rồi tạm thời thì mình sẽ đặt mấy khối này ở đây nha. Còn khối này thì mình có thể vứt nè. Rồi vứt đi. Ý, đá en mình chưa có đào được nên giờ mình sẽ giữ lại nha. Cái nào mình có rồi thì mình sẽ vứt đi. Đó, tạm thời là ổn. Và đồ mình thôi bừa bộn á, để mình sắp xếp đồ lại một cái cho nó gọn gàng rồi chúng ta sẽ làm tiếp công việc nha các bạn. Lúc nãy á thì mình có nhặt hình như một cái quả trứng để triệu hồi ra cái bé rồng đâu rồi. Đây, một quả trứng triệu hồi ra bé rồng nè. Và sẵn tiện trong ba lô mình á hình như còn một ít cái thịt sống, để bây giờ mình sẽ thử triệu hồi ra coi có thuần phục được em rồng con này không nha. Đó. Ui ăn thịt thiệt nè. Được rồi. Dễ thương nhở. đi. À, chắc là mình phải thành Superman mới chịu đi đúng không? Ủa có đi theo không? Ủa nó hiện tim rồi kìa, có đi theo chung với mình không? Đi chung với Superman nè. Đi thôi. Có đi theo không vậy? Ủa sao kỳ vậy ta? Hiện tim với mình rồi mà không có chịu đi theo các bạn ơi. Ấy. Chịu đi chưa? Mình không biết điều khiển em này sao cho đi chung của mình á. Ơ kìa kìa kìa, đừng có bỏ anh mà. Ui còn kêu rào rào nữa kìa. Wow dễ thương ghê luôn á. Thôi đi về anh, về với anh. Biết bay không? Ủa không biết bay hả? Ý Batman, đây là con quái vật lần đầu mình gặp. Nó con trăm máu thôi. Mình sẽ đục nó. Dám giỡn với Superman. Sức mạnh của Superman. Ui. Ôi, nó bắn một phát. Ấy, sao có hai máu đó vậy? Hình như hơi yếu. Không sao, mình sẽ đánh cận chiến. Mình không có ấy nó được. Sẽ thử đóng băng nó coi. Hơi thở của Superman. Hiện tại thì mình chỉ mới cài hai phím để sử dụng skill thôi. Sắp tới thì mình sẽ tìm những cái phím nào trống á, mình sẽ add thêm vài skill nữa nha. Bắn nè. Sức mạnh của Superman, bắn. Cái tia laser nó không có đam cao cho lắm các bạn ơi. Ui, hất tung mình lên kìa. Ủa tính ra con này nó khỏe ghê á. Superman đục mà cũng không si nhê luôn. Mình thử đục con này coi phát có chết không, mà sao mình đục con này không nhầm nhòi cho vậy. Skeleton đục phát chết mà. Hay là mình thử sử dụng kiếm thì sao? Dùng ôi, dùng kiếm phát chết luôn rồi. Rơi ra một cây cúp Emerald, một cái mỏ lết, một cái Aquaman. Đây là một bộ đồ của siêu anh hùng á. Một cây kiếm gì? Cây kiếm nè, một quả trứng.
Triệu hồi ra bạn trai thôi thôi thôi. Triệu hồi bạn gái thì giữ, triệu hồi ra bạn trai giữ làm gì, vứt. Một cái dài của người dơi. Ô, con Batman gây ra đồ xịn không à các bạn ơi. Còn là đồ xịn không luôn ấy. Ấy da, ấn nhầm rồi. Ồ, được thật sự luôn. Wow, vậy là mình đã có thêm được một vài món đồ siêu anh hùng nè, như đồ của Aquaman với đồ của Batman rồi. Còn cái kiếm này mình chưa có test thử, để khi nào đi khám phá thì mình sẽ test nhá. Vì trong ngày hôm nay thì mình cũng đã làm việc khá là mệt rồi, nên chắc bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi. Và Superman không bị dính độc nha các bạn, miễn nhiễm với chất độc luôn. Quá là xịn sò. Xịn sò con bò. Rồi, đánh bại Skeleton trước. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem video này trong thời gian sắp tới. Và như vậy, trong ngày hôm nay thì mình đã trở thành một Superman sở hữu sức mạnh phi thường. Sắp tới thì mình có thể bảo vệ lại cái cô bạn gái này rồi. Sắp tới nàng không cần phải kiểu như đi theo bảo vệ anh đâu, chỉ cần đứng đây ngồi không ăn bát vàng thôi. Và mình sẽ cố gắng tìm kiếm những cái thứ cần thiết chuẩn bị để chế tạo những món đồ xịn hơn nè, và những cái thế giới mà mình sắp khám phá nha các bạn. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.